chịu chứ mấy. Xin lỗi mọi người, cái này là tại Black Friday chứ không phải tại ngân đâu mọi người. Má ơi, anh vô lên mua lên. Nhưng mà hai cái túi bừng chà bá quá trời món bên trong mà có khoảng tầm 9 triệu à mọi người. Để coi 9 triệu mua được bao nhiêu món nha. Cái bao bự này thì nó sẽ là giảm 50% cho tất cả các sản phẩm ở trong này luôn. Đầu tiên sẽ là cái em túi này à, dễ thương chưa nè mọi người. Oh my god, nó có hai màu lận, nó có màu đen với lại màu đỏ. Nhưng mà tại anh thấy đen nhiều quá cho nên là không tính lấy đỏ cho nó đẹp. Tại vì thường á, đỏ nó sẽ ít có cái màu nào đẹp mà phối lên đẹp lắm. Cho nên là đây, đội nó ướt với cái đỏ trắng đen nè mọi người. Đó, quá là dễ thương, quá là dễ thương. Em này thì là 2390 giảm còn là 1195 nha mọi người. Tiếp theo là em túi thứ hai. Trời ơi, nhìn nè mọi người, cái này mà mặc với mấy cái đồ mà trắng nâu be. Trời ơi, nó dễ thương dễ thương. Cái em này là 1490 giảm còn là 745. Ui, riêng cái túi này có cái bao vải đựng cũng khá là xịn nha. Một cái chiếc túi denim, nó rất giống cái đôi giày sneaker denim của ngon mà hôm nay em mang. Nhưng mà hả, bây giờ nó ở ngoài rồi. Xinh xinh. Ui, chú cha, nó có một cái shape hình trái táo hay là trái tim này. Giá gốc là 2290, giảm còn 1145. Trời ơi, giảm 50% đúng không mọi người? Em cuối cùng trong danh sách giảm 50, dễ thương nè. Cái này á, các bạn có thể cầm như vậy, nhưng mà tại vì hồi nãy á, là ở trong store người ta gắn cái dây đeo lên như vậy nữa nè mọi người. Đó 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 đó. Ồ, nó xinh và nó đáng yêu, xong rồi cầm tay gì cũng được. Cái gốc là 1090, giảm còn 545 cạnh. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đọc qua cái túi thứ hai. Túi này thì giảm được có 10% thôi mọi người. Cái này là do hàng mới cho nên là giảm chỉ được có bao nhiêu thôi. Trời ơi, những cái túi này, cái này là 1590 thì là còn khoảng tầm 1403 á mọi người. Rất là xinh, rất là sang, phối đồ lên là siêu đẹp. Đổi cái trắng đen thôi mà nhìn nó cũng xinh nữa. Tiếp tục vào đây là trời ơi, mọi người coi nè, mọi người coi nè. Đổi cái này mới đầm trắng xong rồi. À 2090 nó sẽ còn là khoảng 1844 á mọi người. Tại vì trong này nó không có tính sẵn giống như cái sale 50, cho nên là nãy giờ nó phải bấm máy tính xong rồi nó tự nhớ. Thế sao mà nó nhớ nhiều khi cái nhớ đúng cái nhớ sai. Đây là em verdict cuối ngày của chúng ta, một em màu hồng rất là xinh xắn. Xong cái lông nè, trời nó đi. Thì em này có giá là 1790 còn 1579. Trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Nó xinh, sao rồi hôm nay anh lựa được cái nào nó cũng xinh. Riêng có một cái nón lin nó cũng khác, cái màu khác là dễ thương. Nhưng mà cái kiểu cái phần này nó ngắn ngắn nó, xong nó không có cái miếng gì mà nó giữ cứng lại được. Cái này nè mọi người, đội lên nó cứ lỏng bỏng bực mình vãi. Chứ không là cũng mua cái nón đó rồi. Nón nó hình như là gần 1 triệu phải không ta? Mà nó sale còn có 300 mấy rồi mọi người. Bữa nay anh ôm 9 triệu đi ngủ nha mọi người. Black Friday thần thiếp xin mẹ phép đi ngủ chứ. Mà nó rẻ như vậy luôn á mọi người. Nó rẻ quá, nó cứ 50 rồi 10, 50 rồi 10 nó. Wow. Mấy lần em vô liên không có mua được gì á mọi người. Mặc dù là mình cũng hay mua liên nhưng mà lâu lâu vô nó không có một cái gì. Hôm nay trời, ra như ra là mọi người biết. Cũng phải kìm hãm dữ lắm chứ không nó còn một ê nữa, ê hề nữa. Bye.